chết nơi đầu cạnh giường ba son. Tuổi 13 ra trần sám nắng, vẫn cặn dầu về đổi lấy miếng cơm. Hai đứa bé bơi xuống đến gầm cầu, đứa cua dầm miệng rụng em ơi, phải làm nhanh coi chừng họ thấy tắt lè vào dầu đổ ướt chiếc khoang. Ôi quá nhiều dầu sao quá nhiều, chắc phen này hẳn được cơm no. Ngày chờ đến xem mùa sữa một lần cho sông gần rừng rừng.